nhân ai lên đất ý a bảo tần ngân ô mây ngân tần ngân hoa đào năm ngoái a chứ mười phân mười phân xa còn kém xa sang ô sang lưu vàng ô xa còn kém xa mười phân ô xa còn kém mười phân trên cung chẳng ai hẹn ý a giờ bao giờ vì đồng hoàng đi chấm linh ý cầm cân sao cho bằng
vinh bần. Cây đức kia mà tươi tốt không cho muôn phần vẻ vang. Cùng nghi đàn tiếng hát hôm nay độ cho các đệ tử phúc dày lộc dư. Nghe ông bày ra ông cho nước tiên tẩy hết bụi chân thanh tao rồi lại mười phần được thanh tao. Chữ cương thường treo cao giá lọc chữ tam tòng tứ đức khuyên ghi đệ tử hôm nay đặt gối tâu quỳ bảo hà xin đức hoàng vậy người đồ chi chứng minh. Bảy say cùng ai đây? Hoàng say đi gió về mây, say trăng say nước say hoa say người. Còn trời còn nước còn non, mười hai các cô còn tiêm thuốc, ông bảy còn say sưa. Lệnh sai thập nhị tiên nàng, cô nào tiệp ấy sửa sang xuân lâm ông bày tươi đông ý thế mới gật đầu hoàng ban khen. Nàng đôi dân bộ khay đèn xe ngã tàu xứ móc tiếng nàng bây giờ vừa ý ông bảy hoàng trên đất sơn lâm. Tiên cô nàng cứ đốt đỉnh lư trầm, ngọn đèn cô khêu tỏ tay cầm móc tiên. Hộp bánh quyền kẹo xìu dân ông thuốc lá cứu cảnh tiên ai xanh. Tính nết nhu mì tiên cô nàng sau, tính nết cô nhu mì hạ về dân ông con ngựa xám để hôm nay ông bảy đi chấm đồng. Bầy đầy phúc đàn thông, đôi tay cô bầy xào đàn ngũ cung nghe nó. Tiên cô nàng tám dâng chiếc lược ngà, đôi tay cô trải trước ông khen là cô khéo tay. Điều ai
tay cô nàng chín yêu điều ai tay đôi tay cô chín dâng một đôi giày vào kính hầu ông tin cô nàng người thắt dài đai hồng cánh ba giờ tí xách chiếc đèn lồng cô bước ra cung nghệ một quạt nước pha trà ấm tiên bình ngọc đôi tay bà cô dân ông tin cô mười hai múa lượt bài bông mười hai các cô tiên nữ hầu giả đôi bên ông rõ ràng bát vạn hồng tinh cánh ông bảy trường bát vàng hồng tinh vàng vàng tám tia rước